Quý vị phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra nói về cái chu kỳ thì có duyên khởi, có cái này sanh ra cái kia, nhưng mà trong đó có cái sát na nằm trong đó. Mà sát na thì không cái nào sanh cái nào hết. Thế giới cùng phát hiện một lượt. Thành ra trong kinh đó, nếu mà nói về thế giới hiện tượng giới đó thì không có cái gì một lượt hết trơn á. Còn nếu nói về sát na thì tất cả đều một lượt. Thì cái đó tôi đã có thí dụ cho quý vị rồi. Quý vị thấy như tôi nói là như là hai mũi tên đứng một chỗ, hai người cùng đứng một chỗ bắn vào một cái bia cách đó 2-3 cây số, 3 cây số chẳng hạn. Thì nếu một người bắn với tốc độ 5 cây số mà người kia 500 cây số thì quý vị thấy rõ ràng rồi, tất nhiên là người bắn 5 cây số phải đến chậm, mọi người bắn 500 cây số để đến mau thì mình thấy rõ thôi, bởi vì nó có cái khoảng không gian rõ ràng. Còn bây giờ một người bắn 500 cây số mà người 499 cây số, cách có nửa cây một cây thôi, thì quý vị thấy mũi tên nào tới trước? Quý vị thấy hai mũi tên một lượt, nó cách nhau có nửa cây mà tốc độ tới 500 với 499 rưỡi cây số. Hai người cùng bắn một lượt thì cái mũi tên phải đến một lượt. Mà sự thật thì không có đến một lượt đâu. Làm gì có đến một lượt? Phải có không gian là phải có trước sau chứ. Cũng như là tôi thường thí dụ như là bây giờ là cái đài phát thanh Sài Gòn với đài phát thanh Mỹ. Mà nếu tôi đi từ Sài Gòn, tôi đi qua, đi tôi đi từ đây Trà Vinh mà đi lên Sài Gòn, tôi từ đây mà tôi qua Mỹ bằng máy bay với tốc độ bằng nhau thì tất nhiên là phải tới Sài Gòn trước, cái dĩ nhiên thôi. Rồi bây giờ mà nếu mà cái phát hiện đó thì bây giờ tôi cũng ở đại đây, tôi lấy 2 cái radio, một cái tôi bắt tần số Sài Gòn, cái tôi bắt tần số Mỹ, tôi nhấn nút một lượt hết thì cái âm thanh nào phát ra trước? Thì chúng ta phải nói đó là hai cái cùng một lượt. Tại sao vậy? Cái đài Sài Gòn gần đây mà đài Mỹ tuốt bên kia, mà tại sao lại phát ra tiếng nói một lượt? Thì chúng ta thấy cái tiếng nói nó nằm ở trên không gian này, không phải là tiếng nói nó đi mà nó đến, mà là nó phát hiện. Phát hiện thì khác, còn đi với đến là khác. Thành ra nếu chúng ta không hiểu cái này là chúng ta không hiểu được pháp môn tịnh độ. Thành ra có cái cô gì đó, cô cái gì tường đó hổng ra nghe ông Thiện Khánh nói, bây giờ có nhiều người lên bác pháp môn tịnh độ bác một cách tàn tệ, thì đúng chứ đâu phải sai. Nếu đúng về thế giới hiện tượng này, thế giới không gian và thời gian thì pháp môn tịnh độ hoàn toàn sai, hoàn toàn sai. Làm cái gì mà thế giới mà sát na, như như là thầy Nhất Hạnh đó, thì thầy không bác mà thầy bác rất khôn. Trong cái quyển mà gì thầy viết về A Di Đà đó, một người bạn hỏi thầy, chứ trong kinh nói là đi cúng hoa khắp 10 phương chư Phật mà trở về kịp độ ngõ. Kịp độ ngõ là có ăn, mà có ăn thì phải có ỉa, tức là phải có cầu tiêu. Mà thế giới cực lạc mà có cầu tiêu thì làm sao là cực lạc được? Trời ơi nó hôi rình. Mà trong đâu có nói là ăn bằng đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực gì đâu. Trong kinh có 4 cái thực. Mà thật sự tôi chưa từng thấy ai giảng cho nó rành hết. Rồi tôi cứ trăn trở hoài giảng làm sao cho nó rõ. Tôi thấy trời ơi tứ thực này thì nó nằm trong tam giới. Thì tôi cho giảng cái gì rồi. Thí dụ như cõi mà đoàn thực là cõi của chúng ta, thì phải có sắc, thinh, sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, thì ăn vô thì bao tử thì phải ỉa đó, vẫn dĩ nhiên rồi. Rồi nếu vị nhập định mà 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 700 năm, thì quý vị còn ăn bánh mì, còn ăn cơm nữa không? Quý vị ngồi cứng đơ như vậy mà 7.000 năm thì quý vị ăn bằng cái gì? Thì có đâu phải kêu là đoàn thực không? Có ăn có ỉa được không? Quý vị ăn bằng cái hỷ lạc thì trong kinh nói rõ ràng.
Nhập vào nhị thiền là sơ thiền là di ly dục sanh ý lạc, nhị thiền là định sanh ý lạc, tam thiền là ly hỷ diệu lạc, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Thì quý vị đâu còn ăn cái hy lạc, quý vị sống bằng cái xác thân thứ hai. Thành ra cõi này không có mặt trời mặt trăng, không có vấn đề thì chết như con. Đâu có ăn gì, đâu có tiêu tiểu gì mà chết cũng không có hôi thối nữa, chỉ là biến mất thôi. Mà chúng ta đâu có tin được. Mà không tin thì phải làm sao? Chịu thôi. Còn muốn làm sao thì phải ngồi thiền đi. Chừng nào qua nhị thiền rồi, trong cái lặng lẽ quý vị sẽ thầm hội. Hội là hiểu biết, thầm là âm thầm. Rồi người ta hỏi cũng không biết trả lời sao, giống như câm mà nó nằm trên bao. Tôi hỏi cái này cũng có nhiều hỏi thôi. Nghe rồi phải suy nghĩ tôi mà hỏi tôi, câm nằm trên bao là sao chứ? Tức là mình thấy rồi lên diễn tả, không biết làm sao diễn tả. Giống như con rùa mà diễn tả cho con cá dời mặt đất, làm sao diễn hai cảnh giới nó khác nhau được. Như vậy còn chưa đâu. Còn quý vị qua tứ thiền sắc giới rồi qua tứ không thì không còn sắc thân thứ hai nữa. Cái đầu của quý vị sống mà sắc thân bên ngoài, mắt tai mũi lưỡi tim can tỳ phế thận, rồi tới cõi mà sắc giới thì bỏ cái thân bên ngoài, quý vị ăn uống mà dây thần kinh. Vì thần kinh nó đâu có ăn uống, thì nó phải ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc. Thì quý vị coi lợi sơ nhị tam thiền nữa, tôi sẵn sâu vào đó. Còn tới tứ thiền sắc giới thì nó không ăn sắc thân bên ngoài, không cần dây thần kinh nữa. Nó chỉ còn cái ốc trên này thôi, thượng đỉnh này thôi. Các dây thần kinh cảm giác là bỏ hết, nó còn cái thần kinh tư tưởng một chút thôi. Nó không có thân bên ngoài, không có thân bên trong, không có cảm giác hỷ lạc luôn. Thì nó ăn bằng cái gì? Ăn bằng cái tư tưởng. Cái này nó Thiện Khánh hỏi thôi. Thì làm sao tôi giảng? Nó hư không vô biên làm sao sư? Rồi thân hư không vô biên là thân gì? Tôi nói hư không thì thân là hư không. Rồi tư tưởng, cái nhận thức mình, cái tâm mình là hư không. Rồi cảnh giới bên ngoài là cái gì? Là hư không. Thân, tâm, hoàn cảnh đều là hư không hết. Thì cái đó là không có xác thân, không có cảm giác. Thì kêu là tư niệm thực. Tư là ý chí, là mặt na. Niệm là tư tưởng, ý chí nó cung cấp chất liệu cho tư tưởng tạo ra cái hư không. Rồi bây giờ hỏi tôi làm sao trả lời? Trời ơi, cái thân hư không là thân sao? Cô Khánh Hồng à? Rồi cái tâm hư không là tâm sao? Rồi hoàn cảnh chung quanh là hư không là sao? Con không thấy hư không. Tôi nói đi chơi cho đã đi rồi về hư không. Thì có thể mình ngồi tới nhị thiền, mình ra ngoài bờ biển, mình dòm cái biển đó, thì mình thấy nó bao la, cái hư không nó gần gần như vậy đấy. Thì cái thân mình cũng bự như vậy đó, rồi cái tâm mình cũng bự như vậy đó, rồi hoàn cảnh chung quanh cũng bự như vậy đó. Đâu có cái gì hơn hư không. Thành ra trong bảy đại mình phải suy nghĩ đất, nước, lửa, gió, rồi cái năm là hư không. Hư không là quan trọng nhất. Đất, nước, lửa, gió không có ngoài hư không được, tất cả đều nằm trong hư không. Mà hư không bao lớn, sư đã hư không hỏi bao lớn rồi làm sao tôi trả lời. Thì lớn là hư không, là hư không, nó là phải lớn, đừng có hỏi tại sao nữa. Rồi vậy rồi làm sao con nhập vô hư không? Cô Cánh Hồng ạ, à, hỏi nhiều cái, tôi cũng đầu hàng thôi. Thì bây giờ mình cũng phải ngồi thiền rồi hỏi vô sư trí mình, chứ hỏi tôi làm sao bây giờ. Rồi cô còn hỏi nữa, phi phi tưởng là cõi trời, mới muốn qua phi phi tưởng đâu phải dễ. Phải qua tứ thiền, rồi tứ thiền thăng qua lên tới hư không, rồi hư không phải tập trung kỹ mạnh lưu sâu mới tới thức vô biên. Thức vô biên cũng phải tập kỹ mạnh lâu sâu nữa rồi mới tới là vô sử xứ. Vô sử xứ phải tập trung kỹ mạnh lâu sâu mới tới phi phi tưởng. Mà sư nói phi phi tưởng mà đọa xuống làm con chim phi ly xúc sạch, làm sao đọa chứ? Tôi nói thôi, mới hỏi cái này là tôi cũng chết thôi. Thì hỏi ông thầy cô á, tức là vô sư trí của cô, hỏi mấy cái quá cao. Tôi có thể tôi thầm hội được, mà tôi diễn làm sao diễn bây giờ? Trời ơi, từ phi vĩ tưởng mà cô nên nhớ là cõi tứ thiền là cõi cao vô cùng. Đức Phật chấp nhận kêu là bất động địa.
Gió bắc phong không hề lai chuyển đất, nước, lửa, gió không hề động tới người nhập tứ thiền. Nghĩa là đốt không cháy, mà biển mà sóng sao động cũng không lay động, mà bão táp cũng không nhúc nhích tới người mà nhập tứ thiền. Tôi chưa nhập nha, tôi chỉ là tôi ngồi tôi hiểu vậy thôi. Thì nó là cứng vậy mà phi phi tưởng còn cao hơn nữa. Phải nhập tới 4 tầng phi phi tưởng là vô hư không vô biên, là cao hơn tứ thiền nữa. Rồi thức vô biên cao hơn hư không vô biên, vô sở xứ cao hơn nữa, phi phi tưởng cao hơn nữa. Mà dám đọa một cái là xuống tới súc sanh, đọa bằng cách nào? Những cái đó mình cũng phải suy gẫm chứ. Thì tất cả đều nằm trong cái tam pháp ấn vô thường, vô ngã, khổ đau. Nếu mà còn trong tam giới phải nằm trong tam pháp ấn đó, thì Nam Tông lấy cái đó làm cái nền tảng. Nhưng mà thật sự là không đúng lắm. Năm nền tảng đó thì nằm ở trong tám giới. Còn một vị nhập lưu nhất lai bất lai láng thì phải lấy cũng không ngoài cái đó, cũng vô thường vô ngã, mà là niết bàn tịch tịnh. Mà khổ đau là cái gì mới có biết không? Mình phải ngồi suy gẫm, chứ không cả mỗi cái điều mà hỏi người khác hết. Khổ đau đó là tập đế. Mà tập đế là gì? Là thói quen. Thói quen là gì? Là ghiền. Ghiền là cái gì? Là nghiện ngập. Nghiện ngập là cái gì? Là dính mắc. Nói rồi nói danh từ tùm lum ở dính mắc, tức là làm cái gì nó quen rồi tôi bỏ không được. Rồi tôi bỏ cái thói quen này thì tôi lên cái thói quen cao hơn. Thế là tôi bỏ cái xiềng cây, tôi lên cái xiềng sắt, xiềng vàng. Đó là cái khổ tâm của cuộc đời, của cái sanh tử của chúng ta. 62 tôn giáo bạn đã đi tìm cái đau khổ đó để mà chấm dứt, nhưng mà không chấm dứt được, chỉ có cải sửa thôi. Rồi cái an trú trong cải sửa, như bước đầu là Phật A La La, là một người thấy mình tương đương, nhưng thật sự là tương tự với A La Hán. Một người phi phi tưởng thấy mình tương đương với Như Lai. Thế mà tương đương Như Lai mà đọa xuống còn tiên phi ly, thành ra cô cánh hồng hỏi cũng phải làm sao mà đọa xuống. Nhưng mà cô quên là cái vô thường vô ngã khổ đau. Khổ đau là có vấn đề, có tư tưởng. Mà tư tưởng thì nằm ở trong vấn đề nhàm chán. Mà nhàm chán thì phải đi xuống. Chúng ta thấy như từ thất lạc non tiên, cô giáng tiên gì đó trên trời sung sướng quá chịu. Lâu nó nhàm chán đi xuống cõi trần chơi. Đi xuống cõi trần chơi thì mất thần thống, phải hạ xuống thấp. Rồi nhờ cái hoa mẫu đơn, người ta cái chùa đẹp quá đưa cái tay tới, mà tiên mà đưa tay cõi trần thì nó rụng cái bông liệu. Thì nhà chùa bắt cột vô đó đền. Mà tiên mà làm sao có tiền dưới trần mà đền. Thì coi coi đó, chúng ta thấy là nhàm chán đi xuống. Rồi từ thức từ cái cõi đó, rồi bà Tây Dương Mẫu thấy là từ thức có duyên đó, cô giáng tiên này mới là gả cô giáng tiên cho. Thì ổng đi chơi rồi mới hiện cái cảnh đó, là hiện xuống rồi mới con hạt mới chở ổng lên trên cõi trời. Thì kết hôn với cô giáng tiên. Một thời gian rồi cũng nhàm chán. Nửa năm kiên cảnh một bước trần ai, được ở trên đó có nửa năm. Thì nhớ nhà, nhớ cửa ở trên, thì cái phòng của ông ở, ông sướng lắm mà đâu có ăn uống gì. Muốn ăn cái gì thì đồ ăn nó hiện ra. Ăn rồi cõi rửa gì trơn, có cái tư tưởng là nó biến mất. Chúng ta tưởng đâu nó dối. Cái đó là thế giới của thần thông. Nó vẫn có như tưởng. Nhưng mà đừng nhận nó là ta của ta thì tiếp tục luân hồi nữa. Rồi mấy ông Bồ Tát, mấy ông đắc quả Phật thì cũng có cái đó vậy. Nhưng mà nó không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, khác có chút xíu đó thôi. Cũng hưởng thụ vậy, như mắt ngài không dính mắt. Còn kia dính mắt tức là cái thần thông là tôi à, tôi cao hơn các ngài. Thì đó là cái ngã đấy. Còn vẫn có thần thông như vậy, nhưng mà thần công của Bát Nhã thì là tôi thị hiện du hí chơi thôi. Tôi bây giờ mới hiểu được cái đó. Hồi xưa tôi tưởng là Phật không có thần thông. Tôi tưởng là cái vị lãng không có thần thông. Thật ra cái thần thông của tư tưởng nó khác, thần thông Bát Nhã khác, mà khác thì sao? Không có ai giảng hết. Thì có hỏi vô sư trí mình thôi.
Tôi hơn quý vị là tôi cố giữ giới, thành ra tôi rảnh ra. Cuộc đời tôi không có gì hết, không xài tiền, không gì hết. Ai làm gì là làm, tôi kệ, tôi không dám nói ai hết. Tôi tối ngày tôi chìm vô cái thiền định, thì trong đó trả lời cho tôi hết. Đức Phật nói con cứ yên lặng, con gõ mãi đi thì cửa sẽ mở. Thì tôi thấy đúng vậy. Thành ra bây giờ tôi thấy sư trưởng trong trú dạy lục thời đã thiền định tới 3 thời, 6 thời mà thiền nó chiếm hết 1/3, chiếm hết 2/3. Thì quý vị thấy là quý vị phải cố gắng ngồi thiền. Mà muốn ngồi thiền thì quý vị phải có chất liệu, tức là phải thuộc kinh rồi ọc ra. Chứ quý vị bây giờ trả bài kinh 66 rồi quý vị trả cho có chừng vậy thôi, nuốt vô như con trâu ăn cỏ thì nằm ở trong đó nó sình bụng. Ở đây tôi thấy có nhiều người sình bụng đó. Học nhiều quá rồi cái trả nó lộn xộn tùm lum hết trơn, không nắm được cái gốc. Mà muốn nắm phải làm sao? Phải thiền định thôi. Phải nhai cây cỏ, cây rơm đó cho nó nghiến, cho nó nghiền ngẫm. Dùng chữ nghiền ngẫm rất hay. Nó nghiến cho nó bấy, rồi nó thành xương, thành thịt, thành máu của mình. Quý vị ăn cơm, quý vị nuốt trọng thì bây giờ mà tiêu quá trời. Quý vị theo Osama phải nhai cả 100 lần cho nó thành nước. Rồi mới có đó nó bổ vô cùng. Nó sẽ nuôi xác thân này, nó sẽ thành xương thịt máu của mình. Thì bây giờ quý vị mới bắt đầu là thực hành trong cuộc sống được. Còn đa số quý vị bây giờ cả đống, rồi nhận cái đó là ta của ta, tự ngã của ta, thì cái tự cao càng dữ nữa. Thì quý vị phải ngồi thiền thôi. Mà ngồi thiền là ngán lắm sư ơi. Sư ngồi tới 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng là ăn thua gì. 8-9 tiếng rồi 8-9 ngày nữa. Bây giờ có 1-2 tiếng ngồi thiền ăn chay sót ruột, ngồi thiền thì mỏi chân. Mà còn trẻ không chịu ngồi tới già rồi làm sao? Chỉ có ngồi thiền thì tất cả cái lượng sống ác mới lặn xuống thôi. Chứ không ngồi thiền không phải là đạt niết bàn. Nhưng mà điều kiện ắt có và đủ để nó đạt niết bàn. Ngồi thiền thì chúng ta 6 căn, 6 con trâu nó phóng ra tùm lum, cột lại 5 con. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân trói lại hết. Con mắt không ngó sắc trần bên ngoài, lỗ tai không nghe tiếng bậy bạ nữa, cái lỗ mũi không ngửi mùi thơm, mùi son phấn nữa, cái miệng không ăn đồ chua chát ngọt ngọt bùi nữa, cái thân không còn cà lắc nữa. Nhưng mà còn cái óc, cái tư tưởng thì không cấm nó được đâu. Nó là ông tổ cha của 5 căn kia, nó chạy tùm lum. Thì ví dụ quý vị căn 1 con trâu thôi thì dễ dàng vô cùng. Mày nó phóng thì kéo nó lại, nó phóng thì kéo nó lại, cho tới chừng nào nó thuần, chừng nào chỉ còn có tư tưởng thiện thôi, chứ đâu phải diệt hết được. Mà tư tưởng thiện mà nó hiện rồi là nó lượng sống lăn tăn. Thì quý vị nhìn thấy cái dòng nước trong đó, từ đó cái chân tâm tự nó hiện đến cho mình. Thành ra đừng bao giờ đi tìm cái dòng nước, đừng đi tìm cái chân tâm, dòng nước ở đó đâu mà đi tìm. Khi nào nó mất mới tìm, mà nó đâu có mất. Không mất tại sao sư không thấy? Thì tại vì mấy con trâu con bò, cái sắc thọ tưởng hành thức nhiều quá. Bớt lại tư tưởng ác, bớt lại đè nó xuống, thì nó thành cái sống lăng tăng. Mà lăng tăng quý vị nhìn cái dòng nước thì thấy rõ nó. Thành ra cái câu chuyện của vua Thượng Trị Hoàng Đế với Ngọc Lam, Ngọc Lam cũng vậy. Quốc sư thường giảng đạo mà tôi không biết đạo ở đâu. Đó là ông vua Thượng Trị Hoàng Đế không hỏi. Ngọc Lam ở trước mắt bệ hạ, sao trẫm không thấy? Ngọc Lam nói tại bệ hạ có ngã. Ngã là có tiến trình ông vẫn đấy. Sắc thọ tưởng hành thức nó che lấp cái lượng sống này, che lấp bệ hạ không thấy cái dòng nước thôi. Rồi ông vua ông độc đáo hỏi, vậy cháu quốc sư có thấy đạo không? Quốc sư nói tôi không thấy, mà quốc sư có thấy không? Mà có ai mà dám nói mình thấy? Nếu thấy nữa ông hỏi nó đạo nó ra sao, rồi làm sao giải thích? Thì ông quốc Ngọc Lâm quốc sư nói, quốc sư đã trả lời rất giỏi. Tôi coi cái đó tôi xếp sách lại, tôi nói dưới người ta hỏi mình trả lời sao. Thì quốc sư nói bị trẫm có ngã, nó che lấp.
Bây giờ quốc sư có thấy không? Nếu thấy thì thấy nó làm sao? Mà không thấy không lẽ mình nói ông vua không thấy đạo mình thấy, mà giờ thấy làm sao? Quốc sư trả lời rất giỏi. Người nào mà không có ngã thì người đó thấy đạo. Chứ không nói là ông nói người nào mà không có ngã, tức là không có bị kẹt cái tiến trình ông vững che nữa, thì người đó thấy đạo. Ông vua hỏi làm sao biết không có ngã, nó mới lọt vào cái dòng của sư. Làm sao biết là người đó không có ngã? Thì Ngộ Lam trả lời rất hay. Người không có ngã nữa, không bao giờ hỏi đạo là gì. Người nào hỏi đạo là người đó chưa có thấy đạo, mà thấy rồi đâu đâu có hỏi nữa. Người nào không có ngã, người đó thấy đạo. Làm sao biết được là không có ngã? Thì người nào không có ngã, người đó không bao giờ hỏi đạo là gì. Còn bệ hạ hỏi ngã là bệ hạ còn là thằng ngốc. Bệ hạ cưỡi trên con lưng con trâu mà bệ hạ đi hỏi trâu. Rồi làm sao tôi trả lời? Bệ hạ lấy cái mây bệ hạ che mặt trời, bệ hạ hỏi mặt trời ở đâu. Thì bây giờ chỉ cần cho mặt trời, cái mây nó tan mất thì cái mặt trời nó hiện, mặt trời nó ở đó chứ ở đâu. Nhưng mà bệ hạ bị cái tiến trình của mây này, mắt sắc thọ tưởng hành thức, bây giờ làm sao sắc tưởng hành thức nó mỏng bớt, thì cái mặt trời nó ở đó từ xưa giờ, nó vốn ở đó, cái dòng nước luôn luôn nó ở đó. Mà bệ hạ cho cái biển động có sóng thần thì làm sao bệ hạ thấy được cái dòng nước? Mà dòng nước là gì? Là sóng thần là gì? Sóng là lấy cái dòng nước làm sóng, chứ đâu có ngoài cái dòng nước mà có sóng thần. Nhưng mà sóng thần có lúc lên có lúc chấm dứt, biển động thì chấm dứt, còn cái dòng nước bao giờ nó cũng vậy. Mà khi có tướng thì đâu phải là dòng nước, đó là sóng. Nhưng mà dòng nước ở đâu? Ở ngay trong sóng, mà nó không có tướng, nó chỉ có cái hình thôi. Thì có đó là cái nhức nhối. Rồi Thủ Lăng Nghiêm thì nói là cái dòng nước đó chưa phải là chân tâm. Mà dòng nước là dòng sao? Nó cũng không phải là dòng. Nhưng mà vì nó trôi chảy, mà trôi chảy thì dòng. Mà nó không có tướng, nó đứng lặng, mà không có tướng thì chớn. Chỉ có nước là không tư, không trôi chảy, đứng lặng mà bất biến. Thì cái đó kêu là nước. Mà nước chỉ có láng mới đạt tới, còn dòng nước là phải nhập lưu, nhất lai bất lai, chứ làm sao mà tu một cái là nhận được nước liền. Dòng nước nó chảy chậm, rồi nó chảy vừa vừa, rồi nó chảy thật nhanh. Chảy chậm thì mình thấy cái hình dòng nước rõ ràng, nó chảy nhanh thì có lúc là dòng nước, có lúc là hào quang, có cái hình, có lúc là hào quang thì mất hình. Rồi chảy thật nhanh nữa thì chỉ có cái vùng hào quang thôi, cái hình bắt đầu mong manh nhỏ xíu, mờ mờ. Cái đó là bất lai đấy. Rồi khi nó chảy một cách thần tốc nữa thì cái mờ mờ biến mất, còn một cái vùng hào quang rực rỡ hoàn toàn. Thì cái này là đứng lặng bất biến, niết bàn tịch tịnh của A-la-hán. Thì Đại Thừa nó không chịu, nó nói không có vấn đề đứng lặng đâu, không có vấn đề đứng lặng bất biến, mà là chuyển biến một cách thần tốc. Chứ thần tốc rồi khác nữa, thần tốc là quá nhanh, cho đến nỗi mình thấy dường như nó đứng lặng. Chứ thật sự đứng lặng là một cái chuyển biến thật là nhanh, cho đến không có danh từ dùng, phải kêu là thần tốc. Tốc là cái vận tốc mà thần, thì tức là quá nhanh. Thì quá nhanh mình thấy dường như nó đứng lại, mà thật sự là chuyển biến quá nhanh. Mà hãy chuyển biến quá nhanh thì nó phải bao trùm hết tất cả những chuyển biến đứng lặng và chuyển biến sao động, thì đó là biển Như Lai. Thì chúng ta thấy giảng rất hay. Thì chúng ta coi trở lại thì cái kinh Na Tiên đó không phải sai, nhưng mà không toàn diện được, mà thế giới còn ngang. Bây giờ nó rất hợp với khoa học, giống hệt khoa học. Thành đạo khoa học chỉ chấp nhận có năm tâm thôi, chấp nhận hiện tượng giới thôi. Còn qua tới pháp môn tịnh độ thì khoa học không chấp nhận. Tôi ngày xưa cũng không chấp nhận. Nó nói như nó dốc. Cái gì mà cái xác thân là bông sen, mà bông sen đây thì cầm được, bẻ được, có thể làm uống trà được, bỏ trà trong đó uống. Bông sen cực lạc thì thấy có tướng mà nắm không vững. Phật A Di Đà
Quan Âm Đại Thế Chí xuống tiếp nước mà lên chụp cái chân không dính, mà có tướng chân rõ ràng. Thế giới Cực Lạc là thế giới mà cây người ta đều thuyết pháp hết, tới gió thổi cũng thuyết pháp. Dốc quá trời, dốc vừa vừa thôi. Cái cảnh giới đó không bao giờ mà nhân mạng. Cảnh giới bao la, có hình, có tướng mà lại là bao la. Bao la cái nỗi gì? Mà cảnh giới là vô lượng quang, vô lượng thọ, là cái hào quang cùng khắp, mà tuổi thọ đời đời kiếp kiếp không chết. Để có sống thì phải chết, có hình phải có hoại. Cái này có hình, có tướng mà lại không hoại, có sống mà lại không chết, nhức nhối. Thành ra trong kinh đó có nói rằng của lòng bác ái khắp trời, nói ra những pháp mà trong đời khó tin. Tin làm sao được? Muốn tin là chúng ta phải qua thế giới sát na. Mà thế giới sát na thì sư diễn tả tôi nghe coi, làm sao mà diễn tả được? Con rùa mà muốn diễn tả cho con cá lấy cái cõi đất cõi khô này thì chết mồ con rùa luôn. Nói cái gì nó cũng nói dốc. Thì chúng ta thấy hồi thời hiện tại đây là ông Phan Thanh Giảng chết cũng bị cái vụ mà đi qua pháp. Ông về ông nói xe người ta bển ta chạy không cần ngựa. Rồi mà đèn ta đốt lên ta không cần đèn, không cần dầu. Mấy ông quan ngồi trên ghế cười cho tới lăn ở dưới đất. Đi xa về nói dốc. Đèn gì mà không cần đốt mà cháy, xe gì không cần ngựa mà chạy. Cái đó là nói dốc, làm gì có cái vụ đó. Mà thiệt tình nếu chúng ta mà ở mấy cái nước cổ lỗ thì chúng ta thấy đèn phải có dầu, có đốt, có hột quẹt nữa chứ gì, mà đèn này không thì bật cháy. Còn xe mà không có ngựa kéo làm sao mà chạy, lên là nhấn nút mà cái dông. Còn bây giờ chúng ta thấy có đó dễ ợt. Nhưng mà đối cười cổ lỗ mấy trăm năm về trước thì có đó quá lạ. Cũng như Đức Phật trong kinh nói, bây giờ có nhiều cái nó trật. Không phải trật mà thời buổi đó nó đúng. Trong kinh nói cái gì không giữ giới giống nhau cất nhà mà ở dưới bãi biển. Nó không có cái nền. Rồi bây giờ tôi đi Mũi Né tôi thấy cất nhà cả 3-40 tầng, 5-70 tầng ở bãi biển không. Tôi không nhận cất được thì tôi có sập đâu. Thì tôi hỏi mấy ông kỹ sư nói bây giờ không phải như xưa xưa ơi. Nó có cái nền đàng hoàng ở dưới. Mà ông nói tôi có hiểu cái gì đâu. Thằng ngốc ở trong nhà quê đi ra thì có biết gì vấn đề khoa học bây giờ nó tiến tới vậy. Rồi ông nói cái biển mang sự từ ở bên Pháp mà qua Anh đó, cách nhau 50 cây số. Nó làm cái đường xe lửa ở chạy ở dưới đáy biển á. Không có nước nào vô hết trơn. Đi qua từ ở biển Măng mà qua bên Pháp, Anh Pháp cách 50 cây số. Vẫn có cái đường xe lửa chạy ở dưới. Mà không phải đây mà cách mấy chục năm trước rồi. Sư không có biết cái đó. Thì mình chịu thôi. Thành đã trong cái quyển Tài Thiên Đại, trong cái quyển mà trong Tây Du Ký Tài Thiên Đại Thánh là có thần thông vô cùng. Người ta có thần thông thì cân đổ dân. Ông thì nói người ta là có thể bay là ống đàn dân thì thấp, ông cân đổ dân gấp chục lần cái thần tâm. Thì đâu có ai có bắt giấy thì có đàn dân thôi chứ đâu có cân đổ dân được. Sao tăng cũng đàn dân thôi. Đàn dân là có mấy chục cây số, ông cả mấy ngàn cây số. Ông nói đâu có ai hơn tôi. Tôi 72 phép biến hóa, bắt giấy sao tăng có 36, tôi gấp đôi. Như Lai nó ông giỏi mà ông bảy nhảy qua bàn tay của Như Lai được không? Thì tiếng cười nó trời ở cái ông Cồ Đàm này, cái ông mà ông Cồ Đàm này nghe nổi tiếng là ngon lành lắm mà gì mà cái bàn tay mà tôi nhảy không quá, tôi nhảy một cái là cân đổ dân mấy trăm ngàn cây số. Cái bàn tay của ngài có mấy tấc. Thật sự đâu có qua cái bàn tay, mà bàn tay là gì? Đó là sắc thọ tưởng hành thức. Thì các nhà khoa học bây giờ là thức vững vô cùng. Đàn dân động thổ dời non lấp biển. Tôi nghe cái ông nhã giọng đi ngang ở chỗ Long An hay đâu. Cái nhà lầu đó 2-3 tầng.
cất rồi từ bên lỗ này nó dồi qua bên lỗ bên kia. Nó dồi làm sao mà sáng à, không có sập cái gì trơn, dồi nguyên cả nhà lồng. Bây giờ làm được ở Việt Nam mình đó, nghe không biết ở Long An chỗ nào đi ngang cũng chỉ rồi tôi bữa nào. Ủa cái nhà này là chưa biết không, từ bên đây lỗ mà dồi qua bên kia lỗ. Không có hư hao cái gì hết, đồ đạc để y chang. Cái đó là thường thôi, bây giờ mới nghĩ nó làm còn nhiều cái còn động trời động đất nữa. Nhưng mà không qua cái bàn tay của Phật. Không có làm gì quá hết. Thôi tôi nói đến đây thôi, nãy giờ quá giờ rồi. Bây giờ tới quý vị. Thôi giờ quá tới nửa tiếng rồi. Bây giờ trả bài hả? Trả bài cho tôi. Vì cái bài kinh 66 tôi tính giảng mà tôi nhiều chuyện quá. Rồi tôi cũng không giảng tới đâu hết. Bây giờ trả thì... Bây giờ tôi kêu hả? Hay là phát tâm? Thì trước sau gì người nào cũng phải trả hết à. Thì đây là cái nền tảng của sanh tử của chúng ta. Thì ai chưa thuộc thì chậm chậm. Mà tôi thấy dễ ợt thôi. Cái cô gì đó mà tôi thấy là tôi kêu với cô Lan Chi gì đó. Cô đâu có coi. Vô đây rồi kêu mấy người khác. Cô ngồi có coi chút xíu là có trả được à. Sinh viên đại học mà. Học sinh bây giờ đó là nó đáng sợ lắm. Giỏi quá đi. Mà giỏi gì được đời á, còn cái sinh tử không biết làm sao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư, con pháp danh là Diễm Ngọc. Hôm nay con xin trả bài kinh 66. Kinh 66 gồm có 6 phần. Một là phần dẫn nhập, hai là trình bày kinh 66, ba là 36 pháp là vô ngã, bốn là sự tập khởi và đoạn diệt thân kiến, năm là sự tập khởi là đoạn tận năm tham sân si, sáu là phần kết luận. Một la mã là phần dẫn nhập gồm có 6 chứng. Ai vào một thở nọ là thời gian. Hai là thành xá vệ rừng Kỳ Đà tỉnh xá cấp cô độc là không gian. Hai ba là thế tôn giảng. Bốn là 1250 vị tỳ kheo nghe. Sáu, năm là bài kinh 66. Sáu là nội dung giải thoát, sơ trung hậu thiện, phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Hai la mã là trình bày kinh 66. 36 pháp gồm có 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ và 6 ái. Nói theo chiều dọc là 6 căn gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý căn là 6 nội xứ. 6 trần gồm có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp trần là 6 ngoại xứ. 6 thức gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức là 6 thức thân. 6 xúc gồm có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc là 6 xúc thân. 6 thọ gồm có nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ái thọ là 6 ái thân. 6 thọ thân. 6 ái gồm có nhãn ái, nhĩ ái, tỷ ái, thiệt ái, thân ái, ý ái là 6 ái thân. Nói theo chiều ngang là do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện ra nhãn thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp này là nhãn xúc, do duyên nhãn xúc là nhãn thọ, do duyên nhãn thọ là nhãn ái. Do duyên căn tai, do duyên thinh trần phát hiện ra nhĩ thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp này là nhĩ xúc, do duyên nhĩ xúc là nhĩ thọ, do duyên nhĩ thọ là nhĩ ái. Do duyên mũi, do duyên hương trần phát hiện ra tỷ thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp này là tỷ xúc, do duyên tỷ xúc là tỷ thọ, do duyên tỷ thọ là tỷ ái. Do duyên lưỡi, do duyên vị trần phát hiện ra thiệt thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp này là tỷ xúc, do duyên tỷ xúc là tỷ thọ, do duyên tỷ thọ là tỷ ái. Do duyên căn thân, do duyên xúc trần phát hiện ra thân thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp này là thân xúc, do duyên thân xúc là thân thọ, do duyên thân thọ là thân ái.
do duyên ý căn, do duyên pháp trần phát hiện ra ý thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp này là ý xúc, do duyên ý xúc là ý thọ, do duyên ý thọ là ý ái. Ba la mã, 36 pháp là vô ngã. Nếu ai nói 36 pháp là tự ngã là không hợp lý, vì sự sanh và diệt của 36 pháp đã được thấy. Do đó tự ngã và chơn ngã sanh diệt, do đó không hợp lý. Bốn la mã, sự tập khởi và đoạn diệt thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp là tôi, của tôi, tự ngã của tôi, sẽ tập khởi thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp là không tôi, không tự ngã của tôi, không tôi là tôi, là của tôi, là không không tôi, không tự ngã, không tôi của tôi, không tự ngã của tôi, sẽ đoạn diệt thân kiến. Sự tập khởi và đoạn tận tham sân si, do duyên sáu nội xứ, do duyên sáu ngoại xứ phát khởi sáu thân thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp này là xúc, do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Thọ có ba: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Tập khởi tham sân si. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà hoan hỷ, tán thán, trú ở, ái trước, thì tham tùy miên, sẽ tùy tăng. B. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn, than vang, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh, thì sân tùy miên, sẽ tùy tăng. C. Nếu ai cảm xúc với bất lạc, bất khổ thọ mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xúc ly ra khỏi cảm thọ ấy, thì vô minh tùy miên, sẽ tùy tăng. Hai nhỏ, đoạn diệt tham sân si. A. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà không hoan hỷ, không tán thán, không trú ở, không ái trước, thì tham tùy miên, không tùy tăng. B. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà không sầu muộn, không than vang, không than khóc, không đập ngực, rơi vào bất tỉnh, thì sân tùy miên, không tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với bất lạc, bất khổ thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xúc ly ra khỏi cảm thọ ấy, thì vô minh tùy miên, không tùy tăng. Sáu la mã, phần kết luận. Vị đa văn thánh đệ tử yểm ly 36 pháp, do yểm ly vị ấy đã được giải thoát, do giải thoát hiểu biết tuệ tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa. Các vị tỳ kheo hoan hỷ tán thán lời đức tính thọ lời Thế Tôn dạy, tâm 60 vị được giải thoát khỏi lậu hoặc, không còn chấp thủ nữa. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư, con xin trả về trình bày về bài kinh 66 có 6 phần. Một là phần dẫn nhập 6 chứng, hai là phần trình bày kinh 66, ba là phần 66 là vô ngã, thứ tư là phần sự tập khởi và đoạn diệt thân kiến, thứ năm là phần sự tập khởi và đoạn diệt tham sân si, phần thứ sáu là phần kết luận. Kính bạch sư, con xin trình bày phần thứ một. Phần thứ nhất, phần dẫn nhập 6 chứng. Một, thời gian. Hai, tại tịnh xá cấp cô độc rừng Kỳ Đà thành xá vệ không gian. Ba, Đức Thế Tôn giảng. Bốn, cho 1250 vị tỳ kheo nghe. Năm, bài kinh 66. Sáu là nội dung giải thoát sơ trung hậu thiện, phạm hạnh hoàn toàn, thanh viên mãn và thanh tịnh. Sau đây con xin trình bày phần thứ hai, bài kinh 66 giờ chiều dọc và chiều ngang, gồm có 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ và 6 ái. 6 căn gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Căn gọi là 6 nội xứ. 6 trần gồm có
sắc thinh hương vị xuất phát, gọi là sáu ngoại xứ. Sáu thức gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, gọi là sáu thức thân. Sáu xúc gồm có nhãn xúc, nhĩ xúc, thọ xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc, gọi là sáu xúc thân. Sáu thọ gồm có nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ, gọi là sáu thọ thân. Sáu ái gồm có nhãn ái, nhĩ ái, tỷ ái, thiệt ái, thân ái và ý ái, gọi là sáu ái thân. Sau đây con xin trình bày về chiều ngang của 36 pháp. Do duyên mắt, do duyên sắc trần phát hiện ra nhận thức sự gặp gỡ của ba pháp là nhãn, do duyên nhãn xúc là nhãn thọ, do duyên nhãn thọ là nhãn ái. Do duyên tai, do duyên thinh trần phát hiện ra nhĩ thức sự gặp gỡ của ba pháp là nhĩ xúc, do duyên nhĩ xúc là nhĩ thọ, do duyên nhĩ thọ là nhĩ ái. Do duyên mũi, do duyên hương trần phát hiện ra tỷ thức sự gặp gỡ của ba pháp là tỷ xúc, do duyên tỷ xúc là tỷ thọ, do duyên tỷ thọ là tỷ ái. Do duyên lưỡi, do duyên vị trần phát hiện ra thiệt thức sự gặp gỡ của ba pháp là tỷ là thiệt xúc, do duyên thiệt xúc là thiệt thọ, do duyên thiệt thọ là thiệt ái. Do duyên thân, do duyên xúc trần phát hiện ra thân thức sự gặp gỡ của ba pháp là thân xúc, do duyên thân xúc là thân thọ, do duyên thân thọ là thân ái. Do duyên ý căn, do duyên pháp trần phát hiện ra ý thức sự gặp gỡ của ba pháp là ý xúc, do duyên ý xúc là ý thọ, do duyên ý thọ là ý ái. Con xin trình bày phần thứ ba, 66 là vô ngã. Nếu ai nói 36 pháp là tự ngã, không hợp lý, sự sanh và diệt của 36 pháp đã được thấy. Vậy sự tự ngã hay chân ngã sanh diệt do đó không hợp lý. Phần thứ tư, sự tập khởi và đoạn diệt thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp là tôi, của tôi, tự ngã của tôi sẽ tập khởi thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp là không tôi, không tự ngã của tôi, không tôi, không không tôi là không tôi, không tự ngã, không của tôi, không tự ngã của tôi sẽ đoạn diệt thân kiến. Phần thứ năm, sự tập khởi và đoạn tận tham sân si. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà quan hỷ, do duyên sáu nội xứ, do duyên sáu ngoại xứ phát gửi ra sáu thức thân, điểm gặp gỡ của ba pháp là sáu xúc, do duyên sáu xúc là sáu thọ, do duyên thọ là ái. Thọ có ba thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Tập khởi tham sân si. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà quan hỷ tán thán trú ở ái trước thì sân tùy miên, tham tùy miên sẽ tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn than qua than gian than khóc, đập ngực rơi vào bất tỉnh thì sân tùy miên sẽ tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với bất lạc bất khổ thọ mà như thật không, mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm xuất ly ra khỏi cảm thọ ấy thì vô minh tùy miên sẽ tùy tăng. Sự đoạn diệt tham sân si. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà không quan hỷ, không tán thán, không trú ở, không ái trước thì tham tùy miên không tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà không sầu muộn, không than gian, không than khóc, không đập ngực rơi vào bất tỉnh thì sân tùy miên không tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với bất lạc bất khổ thọ mà không như mà như thật biết sự tập khởi, sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm xuất và xuất ly ra cảm thọ ấy thì vô minh sẽ không tùy tăng. Phần kết luận, vị đa văn thắng thánh, vị đa văn thánh đệ tử yểm ly 36 pháp, do yểm ly vị ấy giải thoát, do giải thoát hiểu biết ta đã được giải thoát và tuệ tri sanh đã tận, việc làm đã làm, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm xong, không còn trở lưu lại trạng thái này nữa. Các vị tỳ heo quan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, 660 vị tỳ heo đã được giải thoát ra khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ. Dạ kính bạch sư, pháp danh con là Như Tâm, hôm nay con xin trả bài kinh 66. Nếu có gì sơ sót xin sư quan hỷ cho con. Dạ con xin trả bài kinh, con xin trả bài kinh 66. Bài kinh 66 gồm có 6 phần. Số 1 La Mã là phần dẫn nhập. Số 2 La Mã là trình bày kinh 66. Số 3 La Mã 66 tức 36 pháp là vô ngã. Số 4 là sự tập khởi và đoạn diệt thân kiến.
Số 5 La Mã là sự tập khởi về đoạn tận tham sân si. Số 6 là phần kết luận. Số 1 La Mã phần dẫn nhập gồm có 6 chứng. Số 1 là thời gian là một thổi nọ. Số 2 là không gian, thành xá vệ, rừng kỳ đà, tỉnh xá cấp cô độc. Số 3 là Đức Thế Tôn giảng. Số 4 là giảng cho 1.250 vị tỳ kheo nghe. Số 5 La Mã là giảng bài kinh 66. Số 6 là nội dung giải thoát, sơ trung hậu thiện, phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. Và số 2 La Mã là trình bày kinh 66. Con xin trình bày kinh 66. Bài kinh 66 gồm có 6 phần. Số 1 là 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái. Tính theo chiều dọc là 6 căn gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn là 6 nội xứ. 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là 6 ngoại xứ. 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức là 6 thức thân. 6 xúc là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc là sáu sáu là sáu xúc thân, sáu sáu thọ, nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ là sáu thọ thân. Sáu ái là nhãn ái, tỷ ái, thiệt ái, thân ái, ý ái, gọi là sáu ái thân. Và con xin trình bày theo chiều ngang. Do duyên mắt, do duyên sắc trần phát hiện ra nhãn thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là nhãn xúc, do duyên nhãn xúc là nhãn thọ, do duyên nhãn thọ là nhãn ái. Do duyên căn tai, do duyên thinh trần phát hiện ra nhĩ thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là nhĩ xúc, do duyên nhĩ xúc là nhĩ thọ, do duyên nhĩ thọ là nhĩ ái. Do duyên mũi, do duyên hương trần phát hiện ra tỷ thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là tỷ xúc, do duyên tỷ xúc là tỷ thọ, do duyên tỷ thọ là tỷ ái. Do duyên lưỡi, do duyên vị trần phát hiện ra thiệt thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là thiệt xúc, do duyên thiệt xúc là thiệt thọ, do duyên thiệt thọ là thiệt ái. Do duyên thân căn, do duyên xúc trần phát hiện ra ý thức, phát hiện ra thân thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là thân xúc, do duyên thân xúc là thân thọ, do duyên thân thọ là thân ái. Do duyên ý căn, do duyên pháp trần phát hiện ra ý thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là ý xúc, do duyên ý xúc là ý thọ, do duyên ý thọ là ý ái. Và số 3 La Mã 66 tức 36 pháp là vô ngã. Nếu ai nói 36 pháp là tự ngã thì hoàn toàn không hợp lý, vì sự sanh diệt đã thấy rõ. Vậy tự ngã, chân ngã, sanh diệt do đó không hợp lý. Sự tập khởi về đoạn diệt thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp là ta, là của ta, là tự ngã của ta thì sẽ tập khởi thân kiến. Còn nếu ai quán 36 pháp là không ta, không của ta, không tự ngã của ta sẽ đoạn diệt thân kiến. Số 5 La Mã sự tập khởi và đoạn tận tham sân si. Do duyên 6 nội xứ, do duyên 6 ngoại xứ phát khởi ra 6 thân thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp là xúc, do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Thọ có 3, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Sự tập khởi tham sân si. Nếu ai cảm xúc lạc thọ mà quan hỷ tán thán trú ở ái trước thì tham tùy miên sẽ tùy tăng. Còn nếu ai cảm xúc khổ thọ mà sầu muộn than van than khóc đập ngực rơi vào bất tỉnh thì sân tùy miên sẽ tùy tăng. Còn nếu ai cảm xúc bất lạc bất khổ thọ mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly ra khỏi cảm thọ ấy thì vô minh tùy miên sẽ tùy tăng. Sự đoạn diệt tham sân si. Nếu ai cảm xúc lạc thọ mà không quan hỷ, không tán thán, không trú ở, không ái trước thì tham tùy miên sẽ không tùy tăng. Còn nếu ai cảm xúc khổ thọ mà không sầu muộn, không than van, không than khóc, không đập ngực rơi vào bất tỉnh thì sân tùy miên sẽ không tùy tăng. Còn nếu ai cảm xúc bất lạc bất khổ thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly ra khỏi cảm thọ ấy thì vô minh tùy miên sẽ không tùy tăng. Số 6 La Mã là phần kết luận. Vị Đa Văn Thánh đệ tử đã yểm ly 36 pháp, do yểm ly vị ấy được giải thoát, do hiểu biết giải thoát. Do hiểu biết giải thoát, tự tri sanh đã tận, việc làm phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm xong, không còn trở lui với trạng thái này nữa. Các vị tỳ kheo hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, tâm 60 vị được giải thoát ra khỏi lậu hoặc, không còn chấp thủ nữa. Thì tôi xin xin tán tán quý vị, tức là cái phong trào học pháp rất là sinh động. Tôi rất mừng, đa số trả thuộc bài, nhưng mà tôi chỉ nhân đó thì tức là đã trâu nó đã ăn cỏ rồi, nó ăn rôm rồi. Thì bây giờ xin quý vị nghe ngóng
giai đoạn là giai đoạn khó đấy. Thì muốn nghiền ngẫm chúng ta phải giữ giới cho kỹ và ở chỗ thanh tịnh, thấy không? Bớt công ăn việc làm lại, thấy không? Tập ngồi thiền, nếu kiết già không được thì bán già, thấy không? Ít nhất cũng là 1 tiếng hoặc là 2 tiếng, càng lâu thì chúng ta cái vô siêu trí càng hiện ra, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái bài kinh 66 này rất là thâm thúy. Và nếu chúng ta siêng cần, chúng ta có thể đắc thánh quả nhập lưu ngay trong kiếp này. Còn nếu không thì chúng ta cũng được nhất niệm. Cả vậy là quý vị nhất niệm lắm á. Tôi thấy không phải dễ, không cầm giấy gì hết mà ở trong ai là da tuôn trào ra mà không lộn gì hết là cả một vấn đề. Tôi thấy Phật tử tôi có nghiệp, nhất là tôi thấy thôi, cũng như cô Tấn hồi nãy đó, vô đi quét tịnh xá mà vừa quét vừa cầm cái bài kinh 66 học. Tôi mỗi ngày tôi ngồi thiền tôi thấy. Hồi cô Tư đó thì vừa bán xe đi mà vừa cầm bài kinh 66 học. Tôi chạy xe đi ngồi thiền ở ngoài bờ biển đó. Giờ xong nữa tôi thấy. Tôi nói cho như vậy là cái phong trào học bữa này nó lên cao, thành ra trả bài rất hay. Mà muốn trả được như vậy đó là ai là do quý vị đã đầy nhóc rồi đó, nó tràn ra. Mà niệm Phật nó tràn như vậy đó thì quý vị vãng sanh chắc chắn thôi. Đó là vô nhị thiền sắc giới đấy. Nhưng mà nếu mà nó có 5-10 phút một vài tiếng thì đó là tập tu tứ thiền thôi, tức là cõi người và trời dục giới. Cái lầm của tôi hồi xưa 7 tiếng 9 tiếng ngồi thiền chưa phải là nhập định đâu, là tập nhập định thôi. Tới chừng 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 7 ngàn năm thì đây mới nhập định, nhập thì xuất. Còn cái này không có nhập, nó làm có chút xíu mà. Thành ra phải đoàn thực. Còn nếu quý vị 7 ngày, 7 năm, 70 năm thì quý vị đâu có đoàn thực, lấy cái gì mà ăn. Đâu có ăn cơm, cháo, đâu có tiêu tiểu gì nữa. Thì quý vị nằm ở trong cõi trời sắc giới. Từ nay chỉ thọ cái hỷ lạc, không còn là nam nữ nữa, không cần mặt trời mặt trăng nữa. Thì quý vị cứ vô đó quý vị sẽ thấy. Nhưng mà cõi này vẫn là luân hồi, chúng ta nên nhớ. Nhưng mà cõi này qua đạo Phật nhập lưu rất dễ dàng, rất dễ dàng. Còn nếu không thì quý vị muốn giảng sanh cũng rất dễ dàng, chỉ năn nỉ A-di-đà là ngày hiện thôi. Lúc đó này là cái cảm của quý vị rất mạnh thì A-di-đà phải ứng hiện thôi, thì quý vị giảng sanh thôi. Như vậy thì là đã ăn trâu ăn cỏ rồi đấy, thì bắt đầu phải làm việc tới nữa, tức là phải ôn tới ôn lui. Chứ quý vị bỏ chừng 2-3 ngày là quên hết. Nguyên tập chủng tử đời, nhất là gần Tết rồi, đời nó hấp dẫn lắm. Thì cái này mới vô còn hấp dẫn một chút thôi, thì chủng tử đời còn nhóc ở trong ai lại da mình, không khéo là nó diệt hết mấy cái bài kinh này. Thì quý vị phải tiếp tục coi cái phần thứ tư, trang thứ tư là 10 câu hỏi về bài kinh 66. Cái này là khó đấy. Thì sau khi trả bài hết thì ai cũng trả hết nha. Tôi nói cái này là cái quan trọng của quý vị đó. Rồi phải trả lời câu hỏi. Câu thứ nhất là khó nhất, tức là quả nhập lưu đấy. Để qua câu thứ nhất rồi thì mấy câu sau này tương đối dễ hơn. Là giải thích và cho thí dụ về sự khác nhau giữa nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ và nhãn ái. Mà tôi thấy quý vị trả lời là thao thao bất tuyệt đấy, lanh lắm. Nhưng mà không biết giải thích làm sao. Giải thích là không phải một căn. Quý vị thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và nhất là cái óc. Cái chỗ này là khó. Cái óc thì nó chưa có dây thần kinh, nó tiếp xúc với pháp trần. Thì quý vị phải cho làm sao cho rõ ràng. Để cho được cái mắt thì tai mũi lưỡi thân giống hệt, nhưng mà cái ý là lại khác. Thì nãy mấy cô đọc đó, thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thuộc về ngạ quỷ, tức là có cảm giác mà chưa có phân biệt của tư tưởng. Tôi đã giảng rồi, còn giảng lại nữa. Còn cái ý thức thì nó không phải là cảm giác nữa, mà nó thuộc về cái đầu. Nó cho cái tư tưởng phân biệt lờ mờ của xúc sanh. Nếu quý vị đi sâu vào cái đó, quý vị thấy nó mà đừng cải sửa dở thì đắc quả nhập lưu ngay bây giờ. Mà đừng cải sửa ít nhất cũng phải nhị thiền, chứ không phải nói chơi vậy là được. Nó khó lắm.
Mà nếu quý vị trả bài như vậy mà thuộc lòng vậy là quý vị bắt đầu vô nhị thiền rồi đấy. Thì tôi cho rằng lần tôi đưa quý vị bất ngờ. Thành ra ai học không thuộc là khó thì phải cố gắng. Nhưng mà thuộc rồi mà bỏ ba bốn bữa là quên hết, thì mấy cái nhị thiền nó mất tiêu. Mấy chủ, trong ai lại gia mình chủng tử thiện ác vô ký rất nhiều. Vô ký là không thiện không ác. Còn chủng tử niệm Phật như vậy đó là chủng tử thiện. Mấy họ đọc bài cho thuộc là thiện thôi. Nhưng mà nếu quý vị phát nguyện nữa, A-di-đà ơi con là chủng tử thiện, chủng tử ác con đè nó rạp xuống hết rồi. Nó chỉ còn nhũng tử mà thâm căn cố đế, nó già, nó không chết, nó nằm, nó chờ thời để nó quật lên. Còn những cái mầm nào, hột giống nào non thì bị tiêu diệt thôi. Thì quý vị coi chừng, nếu quý vị ra đời nữa thì chủng tử đời nó thắng, thì chủng tử trả bài mất tiêu hết. Bây giờ phải liên tục thiền định, tới về sắp xếp. Tôi thấy đây là đa số cũng có thời giờ đấy, không nhiều. Thì một tiếng, hai tiếng không được thì một tiếng không được thì nửa tiếng. Nửa tiếng không được thì ráng 15 phút. Như cái cô mà tôi đã đâu có rảnh. Mà đây đa số cũng không ai rảnh hết. Có người rảnh nhiều, có người rảnh ít. Còn nói hoàn toàn không rảnh thì tôi không tin cái vụ đó. Thôi cái đó thì đừng đến nữa. Không có người nào mà không hoàn toàn không rảnh hết trơn. Sắp xếp rồi cũng được 15 phút nửa tiếng. Nhưng mà đạo đức Phật nó cái đó không quan trọng. Sắp xếp cho có, rồi phải bền. Tiếp tục hoài 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 hoài. Kiến mà tha lâu thì đầy ổ. Nước chảy mãi thì đá phải mòn. Ngõ mãi đi rồi cửa giải thoát nó sẽ mở cho quý vị. Thì cái đó không ai làm được, chỉ có mình làm thôi. Thành ra người đáng tán thán nhất chính là ta. Mà người đáng chê nhất, đáng tê tiện nhất cũng chính là ta. Lười biếng nhất cũng là ta. Mà tán thán nhất thành Phật cũng chính là ta. Mà cái ta đây là cái bền bỉ. Thì quý vị bền bỉ tập trung mạnh kỹ lâu sâu đi, quý vị sẽ làm được tất cả. Nhưng mà khi qua Bát Nhã là phải dứt bỏ cái đó. Thì cái đó nói sao? Cái đó là một cái đau đớn vô cùng. Mà dứt bỏ mà không có cách dứt. Chỉ làm sao cho bớt cái vọng tưởng ác. Mà muốn bớt vọng tưởng ác thì phải lấy vọng thượng thiện đè nó xuống. Chơi cái pháp đối trị. Mà đè tới một lúc nào cái vọng tưởng ác nó nằm bẹp hết rồi, còn cái lăng tăng của vọng tưởng thiện thì quý vị nhận cái Phật tánh nó sẽ hiện ra với quý vị. Chỉ có vậy thôi. Đừng có mong cầu mà đi tìm cái dòng nước chân tâm. Nó hiện ra đối với quý vị khi quý vị dùng tư tưởng thiện đè tư tưởng ác. Thì nếu mà tiếp tục nữa mà nó quá tải, tưởng ác nó bật trở lại nữa thì bao nhiêu tiêu hết. Mà muốn không quá tải quý vị phải bền bỉ trong cuộc sống này. Tức là xác thân phải giữ giới cho kỹ. Mà giữ giới cho kỹ mà không gần thầy sáng bạn lành, quý vị chơi với mấy người xì ca mơ tí, trộm cắp cờ bạc thì quý vị chết. Gần mực thì đen. Quý vị phải lánh xa những người đó. Lánh xe chứ đừng có mà nói xấu nó quật mình chết. Mình làm là ai làm sao làm, miễn tôi thành Phật thôi. Ai nói gì nói. Thì ta cứ vững như kiền bốn chân, ba chân. Như vậy thôi. Thì chúng ta cố gắng đi hoài cho đến. Rồi cuối cùng qua nhị thiền, khi kinh nghiệm kiến thức già dặn rồi, thì chúng ta trở nên một người giống như Phật, giống như A-la-hán. Thì chính cái kinh nghiệm kiến thức này do mình nghiền ngẫm hoài, mình thấy nó chướng ngại trên con đường giải thoát. Thì lúc bấy giờ đạt nhị thiền sẽ thấy được cái chân tâm. Thì cái đó là cái trăn trở của mỗi người. Tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài, bây giờ làm sao? Bây giờ biết người nhiều Việt Kiều là kiếm tôi. Bây giờ mấy ông nghe sư giảng rồi, bây giờ tụi con phải đi làm sao nữa đây? Bây giờ sư nói chẳng lẽ là không có kiếm Phật tánh được. Tôi suy nghĩ là trong kinh cũng có, nhưng mà phải bì bỏ mình lội một chỗ một chút mà đáp lại. Thì trong kinh mà sư trưởng có viết, trong cái bài mà Lục Ngôn Phật Ngôn, chúng ta phải dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu, đuổi nó đi. Rồi chúng ta phải chặt đứt cái dây xiềng để tới Niết Bàn. Dây xiềng là gì?
là tư tưởng thiện cũng phải chất đức luôn. Nó là cái dây xiềng vàng. Mà trước tiên phải dùng cái tư tưởng thiện là xiềng vàng đè bẹp tư tưởng ác, tư tưởng xấu xuống. Thì trong cái bài kinh Xá Lợi Phất Phú Lầu Na cũng vậy. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo là cái tư tưởng thiện, con đường để đi tới giải thoát. Mà giải thoát làm gì có con đường, nhưng mà phải có con đường. Con đường thiện. Phi đạo là chẳng phải thiện. Chẳng phải thiện thì không bao giờ nhận được cái Phật tánh. Thành ra phải lấy đạo trừ cái phi đạo. Mà trừ hoài thì cái phi đạo nó phải nằm bẹp ở dưới. Cái chủng tử non thì nó bị cái tư tưởng thiện tiêu diệt. Chủng tử mà già dặn hoặc giống già thì nó vẫn còn sống. Chủng tử không ai là da mình, không bao giờ mất. Nó chịu chuyển biến qua hình thức này hình khác. Thì bây giờ chúng ta niệm Phật cũng là chủng tử thiện thôi, nhưng mà khác với chủng tử đạo của tư tưởng. Nó cũng là tư tưởng, nhưng mà tư tưởng này có chiều hướng phát nguyện. Cái đó là cái độc đáo của pháp môn tịnh độ mà tất cả pháp môn khác không có. Tư tưởng thiện thì sánh như cõi trời, mà tư tưởng thiện mà có thêm cái phát nguyện nữa thì chỉ cõi Phật. Thành ra cái tịnh độ nó thù thắng hơn pháp môn khác ở cái chỗ phát nguyện. Thành ra tôi trên tịnh xá tôi mới đi duy nguyện giảng sanh. Người ta thì duy tuệ thiện nghiệp, mà duy tuệ thì giảng sanh như cõi trời. Mà duy tuệ là thêm một cái phát nguyện A Di Đà ơi, con không muốn về cõi trời, con muốn về cõi Phật. Mà ông về cõi Phật ông nhất niệm chưa? Bạch ngài, con đã nhất niệm rồi. Thì ok, về liền thôi. Ngài hiện ra rồi thì xứ Cực Lạc hiện ra. Thành ra không có cần khải móng tay. Chúng ta còn phải đi để đến Cực Lạc. Không có đi mà không có đến. Đi tức là đến. Bất lai đàn chỉ đáo Tây Phương. Cứ cần trong sát na là thế giới Cực Lạc hiện ra hoài. Bây giờ nó vẫn hiện mà mình không thấy. Thì tại ngũ ấm ma che, tại cái nhất niệm che. Mà nhất niệm mà cao thượng rồi thì mình phát nguyện một cái. Chúng ta nên nhớ đó là bất lai thánh thứ ba cũng không giảng sanh được nếu không có sự phát nguyện. Thành ra cái phát nguyện rất là quan trọng đối với người tu tịnh độ. Còn tuệ đó tức là tư tưởng thông minh. Mà thông minh thì tự lực mình sanh về cõi trời. Thông minh không thể về cõi Phật được. Bởi vì cõi Phật là cõi sát na. Mà cõi sát na là cõi nói dốc. Nếu mà dùng tư tưởng không thể hiểu cõi sát na được. Thành ra chúng ta thấy bất lai mà còn một phần tư tư tưởng là không hiểu sát na, không phát nguyện là không về đó. Chỉ có A-la-hán mới hiểu cõi được tịnh độ thôi. Mà nếu bắt không đúng tần số là A-la-hán cũng không về đúng nữa. Chúng ta thấy trong kinh có kể câu mà một Kiền Liên thần thông đệ nhất của Đức Phật. Khi Ngài dư sức về xứ Cực Lạc, Ngài mới dùng thần thông đi về xứ lưới Cực Lạc của Phật A-di-đà. Mà cõi tịnh độ đâu phải một cõi, bao nhiêu cõi quế độ thì có bấy nhiêu cõi tịnh độ. Ngài đi lạc qua cái cõi Phật của Đại Thông Trí Đăng. Ngài niệm là đi về Cực Lạc A-di-đà, mà Ngài không nhờ A-di-đà tiếp dẫn, tự lực đi. A-la-hán rồi mà nó nóng hết cái là bằng cái bản thể của Như Lai rồi, báo thân. Còn ứng quá thân thì chưa có thôi. Rồi về sau Ngài đi lạc qua Đại Thông Trí Thắng cũng là tịnh độ. Mà thế giới đó con người ta lớn thù thắng thì Ngài có bằng con kiến thôi. Ngài mới bò trên cái bát của tỳ kheo đi quanh cái bát. Thì vì tỳ kheo mới lấy tay bắt bỏ. Thì đang đổ cơm vậy là Như Lai mới nói không phải là kiến đâu nghe không. Ông một Kiền Liên đấy, ông là đệ tử thần thông hạng nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Ông đi qua Cực Lạc mà ông đi lạc qua đây. Thì chúng ta thấy là cái độc đáo chỗ đó. Nghe không? Rồi thần thông thì nghe được tiếng nói của Như Lai. Ông nghe nói mà nói trời ơi mày lọt qua Đại Thông Trí Thắng rồi. Bây giờ mình làm sao quá hiện ra. Ông mới dùng thần lực con quá hiện lớn. Quá thì không nổi. Mấy thế giới đó người ta bự quá đi. Mà cái thần lực ổng là nó có cỡ thần lực Như Lai thì có thể quá hiện bao nhiêu cũng được. A-la-hán nó có cái tầm cỡ nào thôi. Cũng như A-la-hán là biết được cái quá khứ có 700-800 kiếp thôi. Còn trên nữa là không biết. Như Lai biết vô lượng kiếp. Thì Ngài có thể thị hiện lớn nhưng mà vừa phải thôi.
mà thế giới của đại thông thế giới cực lạc mà làm sao bằng cái tướng người ta được. Ngài thì hiện ngoài không có lớn được, Ngài mới giải thế giới Như Lai đại thông chỉ thắng rồi, chứ mới trợ lực cho Ngài mới là bằng, mới thấy chư tỳ kheo được. Thôi thực thể gốc thôi, xanh xanh đó đỏ thôi quý vị ha. Thì câu chuyện nó còn dài, nhưng mà biết khúc thôi. Vậy thì trước khi dứt lời, tôi xin quý vị là coi cái phần sau này 10 câu hỏi được rút ra từ bài kinh này. Thì 10 câu hỏi này tôi đã có giảng gần 30 năm về trước rồi, bây giờ giảng lại, nhưng mà khác à, chứ không giống à. Nó đi thật là sâu sắc hơn, và nó khích cao hơn, nó sáng tỏ hơn. Hồi trước rồi tôi đi Bát Nhã, nhưng mà lâu đầu tiên là toàn tư tưởng có chút xíu Bát Nhã thôi. Tôi biết Bát Nhã mà không biết cách tu. Rồi kỳ sau thì Bát Nhã tư tưởng nó gần hơn nữa nha. Rồi kỳ thứ ba đó thì Bát Nhã lấn lướt nhiều, nhưng mà cũng chưa có khích cao. Mà tôi tính nghĩ rồi, tôi thấy bây giờ giảng lại nó có, nó sâu quá mà mình không đủ khả năng để giảng. Mà Phật tử chưa cắt đủ cái khả năng mà tiếp thu cái lời giảng của mình. Tôi tính nghĩ rồi, tôi dần vô lò thiêu. Thì mấy đại Phật tử này lớn lớn thì muốn tỉnh tôi giảng nữa. Tôi nói mấy ông đầy đủ nó chưa đâu sư, nó còn nhiều cái chiều sâu, còn thấy sư phải giảng lại. Thì nãy tôi kể đó, mấy ông lớn lớn thiện nam giữa mấy cô thì cũng cần để giảng. Tôi nói tiêu giảng lại thì khó à, phải trả bài à, chứ không phải như trước nữa. Trả rồi hãy qua cái lớp đó hiểu tôi giảng tiếp, còn không thì nghỉ. Ông nói được, tụi con cố gắng thôi. Thì bắt đầu mới có bài giảng hôm nay. Và tôi bắt đầu làm khó quý vị. Bắt cái gì nhất định là phát tâm mà như bắt buộc. Tôi thường dùng hai cái đó, có câu thọng. Phát tâm mà nếu không phát tâm là tôi nghĩ thôi, thì như là bắt buộc. Thì quý vị phải trả vậy tôi rất mừng. Mà đây là mới cái đoạn sơ cơ thôi à. Còn tới trả lời câu hỏi số 1 là quý vị mệt đấy. Bởi vì nó tới sáu căn, sáu trần, sáu thức mà phải coi thí dụ mắt, rồi thí dụ tai, rồi mũi, rồi lưỡi, rồi thân. Mà nhất là cái ốc là cái rắc rối nhất. Cái pháp trần là cái khó nhất. Mà đâu phải một thí dụ tôi hỏi, trả lời tôi cho, xin hai thí dụ, ba thí dụ đâu có gì chết. Thành ở ngoài phải nghiền ngẫm của ai. Thì từ đây cho tới Tết, qua Tết thì chúng ta năm bữa mùng 1 là Chủ nhật. Thì chúng ta cũng không có học nữa. Thì mùng 8 mới Chủ nhật nữa. Thì mỗi năm là thường thường chúng ta giảng là cuối tháng với giữa tháng, rằm 30. Như tháng thiếu 29, kỳ này là tháng thiếu 29. Thì theo cái lực của Đức Phật thì bữa cúng hội với sư độc giới là bữa đó thuyết pháp. Nhưng mà nó ngay mùng 1. Mà thường thường mình cúng là 30, nhưng mà chỉ có đặc biệt cái truyền thống cất sĩ là bị Phật tử kêu gọi là phải ngay mùng 1/30 bắt rước ông bà. Thì ở đó không ai đi. Thì 30 không có cúng, 29 nào nào không có cúng, cúng mùng 1. Mùng 1 thì ngay Chủ nhật. Thì đó giảng pháp rồi, tôi mệt cái gì không có trả bài. Thì nghĩ tới mùng 8 là ngay Chủ nhật nữa. Thì bắt đầu á. Thì là bắt đầu bữa nay là chúng ta nghỉ Tết. Tết của quý vị nha, tôi mà Tết coi, tôi không có ăn Tết. Thì quý vị nghỉ, rồi bữa 23 quý vị đến dây quỷ lạo, quý vị về nghỉ. Đưa ông Táo rồi quý vị đi là ông Táo, quý vị lên trời tấu như Ngọc Hoàng sau đó, cho quý vị thông minh chút. Rồi tới mùng 8 quý vị trở xuống. Trở xuống trả bài cho tôi. Ngọc Hoàng là chứng minh cho con có thông minh một chút. Nhưng mà con không về với Ngọc Hoàng đâu. Khỏi trời con ngán lắm, mà con muốn thông minh như Ngọc Hoàng rồi con không hưởng thụ, mà con về với Phật A Di Đà của con, về cái quê hương cực lạc từ xưa giờ của con. Còn Ngọc Hoàng cũng là cái quán trọ thôi, con không thèm đâu. Thì lên trong Ngọc Hoàng nó có cõi trần này cho chúng sanh nó khá giàu, nhất là cái phường 7 của chúng con nó nghèo quá. Tụi con cũng nghèo, cũng cố gắng quỷ lão. Và nước Việt Nam mà toàn thế giới bây giờ đang sa đọa dữ lắm. Sa đọa về vật chất không nói, mà sa đọa về tinh thần luôn nữa. Tụi con cũng sa đọa nữa, mà tụi con cố gắng hướng lên. Ông thầy ổng khó quá đi, ổng dọa tụi con hoài, tụi con cố gắng học bài. Thì Ngọc Hoàng cho con có thông minh một chút. Đáng mà con thành Phật, con về con độ Ngọc Hoàng lại. Thì thôi, đến đây xin tạm ngưng. Trước khi dứt lời một lần nữa cầu chúc cho pháp hội của chúng ta
cũng như toàn thể pháp giới đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.